Hi, cùng theo mình đến buổi tập yoga đầu tiên của mình nhé. Mình tập ở LSG Gold tại Sipucha. Ở đây là phòng tập 3D có rất là nhiều người Hàn Quốc. Một khóa học của mình có giá là 15 triệu kéo dài 12 buổi. Mỗi lần đến đây thì mình sẽ đóng thêm 180.000 cho một giờ tập. Chị Hana là người dạy mình tập. Ngoài các bài tập khởi động thì trong buổi đầu tiên, mình sẽ được hướng dẫn cách cầm gậy sao cho đúng và tư thế setup. Đứng thẳng lưng, ngả người về phía trước cho đến khi trọng lượng dồn vào mũi chân, sau đó trùng gối nhẹ. Tay trái của mình sẽ không ngửa ra mà hướng vào phía bên trong. Hai chân đứng bằng nhau. Đầu gậy hướng về phía thắt lưng, cách khoảng một găng tay. Thả lỏng không đứng quá lâu trong một tư thế vì sẽ khiến chúng mình bị đau lưng và sai tư thế đánh. Hướng gậy lên trên như thế này sẽ giúp chúng mình dễ dàng điều chỉnh tư thế tay hơn. Khi đánh xong thì sẽ thả lỏng tay và giữ nguyên tư thế. Đây là tất cả những gì mình học được và những lưu ý dành cho mình trong buổi tập đầu tiên. Về thôi, cùng chờ xem ở buổi tập thứ hai mình sẽ học được những gì nhé.